Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Quy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Thành công. Ngày mai không có tinh thần đi làm đâu. Sao trùng hợp vậy? Mọi người đều không ngủ hả? Chú ngủ rồi, qua lấy thuốc thôi. Ừ. Chuyện gì vậy? Công ty có việc không biết làm à? Ngồi xuống, chú ôn bài cho. Không phải được. Mọi người coi nè. Bạn còn lạ lùng vậy, bị người ta bỏ còn công bố thiên hạ. Thật ra con cũng không có thân với cổ đâu. Cùng hát với nhau có một lần thôi. Cổ là bạn của Jesse đó. Vậy hả? Wow, nhiều thuốc ngủ như vậy, gọi điện thoại cho cổ tốt hơn. Con không có số của cổ, hồi nãy con có gọi cho Jesse. Nó không để ý con đúng không? Vậy cũng phải, than thở vài câu trên Facebook mò đến nhà của cổ, có phải rảnh quá hay không? Người trẻ tuổi đa sầu đa cảm, quán trách thôi, ngày mai ngủ dậy không sao hết. Họ làm như vậy là cũng muốn cho chúng ta thích họ. Nè không phải chứ, người ta không vui còn like nữa. Có gì lạ đâu, 11 like rồi nè. Đúng là thần kinh. Nè, Tử Nhân, Tử Ni, nếu hai đứa có gì không vui nhớ nói với má, biết chưa? Chị dâu, bây giờ không phải là lúc để tâm sự. Tử Ni, con hãy ngủ đi. Ngày mai không biết dậy đón taxi đó. Tử Dân, hai phần ăn sáng, chú lấy trà sữa còn con. Dạ được. Cho tôi sô-cô-la nóng đi. Cảm ơn dạ Tử Dân. Con đi vệ sinh trước nha. Làm gì vậy? Vẫn còn đang mơ ngủ sao? Cậu không sao chứ? Ngày thường anh tỉnh táo nhất mà, sao vậy? Tối qua ăn trộm hả? Hữu đi cứu người. Cứu người? Nói chính xác hơn á, trước khi vụ án tự sát xảy ra, đã kịp thời báo cảnh sát ngăn cản. Tự sát cũng bị truyền nhiễm hả? Hôm qua bạn của Tử Ni để di chúc ở trên Facebook á. Bạn của Tử Ni có phải là Kiki Tam không? Sao cậu biết? Thì cậu là người hôm qua tôi cứu đó. Nè, cậu là em họ của bạn học của chị tôi, đã gặp vài lần rồi, nhưng không biết là bạn của Tử Ni. Đúng là cổ, thế giới nhỏ bé vậy.
Ờ, Tử Ni, bạn của con Kiki tự sát thiệt á. Hả? Nhưng mà con đừng sợ, cậu Hữu đã ngăn cản kịp thời. Tôi thấy Facebook của cổ có vấn đề nên điện thoại qua Canada hỏi bạn của chị tôi, xin địa chỉ của cổ rồi tới nhà của cổ đó. Lên tới đó cô đã không còn tỉnh táo nữa. Cô được đưa vào bệnh viện, bây giờ cũng sao nữa rồi, nhưng đã bị hành hạ suốt đêm đó. Nhưng mà cô gái này nhìn vẫn còn rất trẻ, cổ không có người nhà hay sao? Ba má cổ đi công tác bên Mỹ đó, chỉ có cổ như người làm ở nhà thôi. Cũng may là có anh thôi, Lâu Thường Hữu. Nếu như người nào cũng giống như tôi, nhìn thấy mà như không có chuyện gì thì cái kia sẽ... Nè, Tử Nhi à, đừng tự trách mà. Con cố gắng hết sức tìm bạn của cổ rồi. Nhưng nếu con làm thêm chút gì đó, không chừng là cổ cũng không cần phải vô bệnh viện. Vì vậy, càng cần phải chúc mừng người bạn của cô, quen được một người quả tinh duy nhất tồn tại ở trên trái đất. Nè, lợi hại, lợi hại. Bây giờ không sao rồi ha, yên tâm đi. Tử Nhi à, bạn của con đúng là may mắn thật đấy. Vậy phải xem may mắn của con là ý gì. Cô ở trên Facebook nói mình không vui đã nói mấy ngày rồi, mọi người like và bình luận thôi, không một người nào thật sự muốn quan tâm cổ, cho tới khi gặp được anh chàng ngốc Lâu Thượng Hữu. Nói gì thì nói, tự sát vẫn là không đúng. Đúng là không hiểu biết gì hết à. Một cô gái trẻ còn quá nhiều tuổi xuân, sau này nhất định có cơ hội quen được bạn trai tốt sẽ lại có ý nghĩ dại dột tới như vậy chứ. Không phải cổ thất tình nghĩ không thông, mà là cổ nói mình không được vui, nói lâu như vậy cũng không ai quan tâm cổ. Cô Út, được rồi, chúng ta chỉ là đánh giá thấp khả năng phát sinh của sự việc, đưa ra phản ứng giống cả thế giới thôi. Thế giới của con nhỏ như vậy, con làm ơn đừng để cô vào ha. Nè nè nè, hay là đừng có nói nữa, Tử Nhi sắp khóc rồi kìa. Trời ơi, bà cô Út à, con thực sự có gọi cho Jessie, còn muốn báo cảnh sát nữa. Ôi, bây giờ đã không sao, xem như là may mắn trong bất hạnh rồi. Tử Nhi à, con có gọi điện thoại hỏi thăm bạn của con chưa vậy? Thật ra con muốn gọi, nhưng mà con không có số của cổ. À, hồi nãy á, con có để lại lời nhắn trên Facebook, nói với cổ là cố gắng lên. À, ông không hiểu, tại sao thanh niên cứ thích để lại lời nhắn vậy chứ? Nếu như thật sự mọi người có lòng á, thì trực tiếp tới bệnh viện để thăm người ta không được sao? Cách của chúng ta đã lỗi thời rồi anh hai. Con không có ý như vậy đâu. Thật ra thường ngày con với Kiki thường like hình của nhau, cũng có nói chuyện ở trên Facebook, nhưng mà thật ra không có gặp mặt thôi à. Nhưng mà bạn bè bình thường cũng có thể quan tâm cho nhau được mà. Đúng ra con sợ là cổ giống bạn học của con. Từ ngày nói chuyện ở trên mạng rất là vui, nhưng đến trường nhìn thấy con không chào hỏi và giả vờ không quen biết con nữa đó. Nhưng Tử Ni à, cổ viết trên Facebook đang nằm ở phòng bệnh nào, bệnh viện nào, tức là mong có người đi thăm cổ. Nhưng mà con sợ cổ. Nội tâm của con yếu đuối như vậy, làm ơn ra ngoài đừng nói là trái quái của bà cô nha. Thôi được, thứ bảy này được rảnh sẽ đi thăm cổ thôi. Con mới nói nha. Nè, mọi người xem nè, bài đăng này rất là có ý nghĩa. Đột nhiên chuyển chủ đề, quan niệm thời gian của con tốt thiệt ha. Binh vực em gái ra mặt luôn. Bà cô Út à, con nói thiệt mà, con chia sẻ cho mọi người xem nha. Coi coi, chú Hòa 80 mấy tuổi này bị mắc bệnh thoái hóa não thời kỳ sớm. Mong là lúc còn ký ức, muốn tìm lại một bộ phim cũ, người nhà giống nhau. Thì ra lúc con dâu và con trai của ổng còn trẻ, có phần tham gia diễn xuất, năm xưa từng phát sóng tại Quảng Châu. Sau đó cháu gái của chú Hòa, Gia Gia ra đời không lâu. Hai vợ chồng bị đụng xe qua đời. Năm nay Gia Gia 18 tuổi, trước giờ chưa được nhìn thấy cha mẹ của mình. Hey, lại là một bi kịch, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng còn có tác phẩm của cha mẹ để hoài niệm, thì cũng xem như là an ủi. Ông nói phim này không sản xuất nữa, từng đến không ít công ty điện ảnh và kho tư liệu điện ảnh tìm nhưng cũng không tìm được. Cho nên chú Hòa rất hy vọng mượn sức ở trên mạng có thể tìm được bộ phim cũ này để cho cháu gái của ông có thể coi được cha mẹ diễn xuất. Nhưng mà cơ hội này rất là mong manh. Chúng ta lại không quen biết người làm điện ảnh, muốn giúp đỡ thì khó như lên trời đó. Có thể trên internet có một số người tốt bụng giúp được thì sao? Nhất định là có người nhìn thấy và có người giúp cho chú Hòa thôi. Nội mới nhớ tôi cho cậu mượn cái đĩa trả chưa vậy? Chưa, nó đang ở nhà của tôi. Làm phim gì? Không nói cô biết hả? Được coi, Người nhà giống nhau là bộ phim dạo này đang được lan truyền nhiều ở trên blog và Facebook hả? Tôi cũng có xem qua câu chuyện của chú Hòa. Em gái đó thật sự rất đáng thương. Ngày tới ba má của mình còn chưa có được gặp một lần. Tôi cũng muốn làm gì cho cổ. Bước đầu tiên cô định làm gì? Làm sao làm? Tôi đã chia sẻ rồi. Rồi sau đó? Hả? Hữu à, bỏ đi. Water và đám phàm phu tục tử như chúng ta chia sẻ là tốt rồi. Tôi không đồng ý cái nói của cậu đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên góp sức một chút cho chuyện này. Tức là phải đích thân đi tìm hả? Ừ. Nhưng có điều, không một chút đầu mối. Anh định làm chuyện gần giống như mò kim đáy biển à?
tôi đến nhà chị hai của tôi giúp đỡ. Em có chuyện gì muốn nhờ chị giúp đỡ nói nghe coi. Ờ, chị hai à, có thể nhờ bạn của chị giúp em tìm bộ phim cũ Là Người Nhà Giống Nhau không? Có vậy thôi hả? Desi, cô giúp tôi hỏi hội tìm quỹ coi có thể tìm được bộ phim cũ tên là người gì? Người nhà giống nhau. Là Người Nhà Giống Nhau, là bộ phim cũ. Ờ, ok, được, cảm ơn, bye bye. Không có. Em biết đó là phim cũ, nhưng chị nói chị quen nhiều đạo diễn lắm mà. Họp xong rồi nói. Đạo diễn gì vậy? À, không có gì. Hôm nay họp về sớm, ra ngoài ăn cơm nha. Em sao cũng được hết. Tôi có hẹn đi ăn với ông xã rồi. Tôi ok. Tôi ăn gì cũng được. Cậu Tỉnh, coi xem có gì ngon không. Cứ hủ đi, dù sao cũng lên trên mạng kìa. Khỏi tìm, bữa ăn VIP của nhà hàng doanh nhân. Tôi xuống Thụy Gia ăn cơm rẻ tiền được rồi, còn anh? Nè Hữu à, vậy cậu ăn với chúng tôi hay là với ảnh đi? Nè, hả? Nè Hữu, hay ăn mì Ý đi được không? Tôi đi sao thôi. À. Khỏi tìm, đi ăn nhà hàng doanh nhân đi, mau lên. Đã nói là không cần tìm mà. Đã nói không cần mà, đi ăn nhà hàng doanh nhân. Không phải, tôi muốn tìm tài liệu của Người Nhà Giống Nhau, gửi thêm manh mối để chị của tôi tìm. Lại thêm một người cúi đầu. Hư quá, thấy chú mà không chào à? À chú, trong này có nói con trai đạo diễn Người Nhà Giống Nhau đang sống ở tại Hồng Kông đó. Anh cũng đang tìm tài liệu của Người Nhà Giống Nhau hả? Cô cũng đang tìm hả? Trong này nói Người Nhà Giống Nhau được đóng vào năm 1982, còn dùng loại phim 16mm để quay nữa. Nè, 16mm gì vậy? Không phải chúng ta đi ăn cơm sao? Bác ngồi đi. Ông chủ đang ở phòng quản lý, đi tôi kêu ông qua đây ngay. Được rồi. Dạ không cần khách sáo đâu. Cảm ơn. Dạ. Là ai vậy? Tôi đâu có biết đâu, ông cố tình đến tìm ông chủ bay từ Penang tới đây đó. Từ Penang tới hả? Phải. Thì ông chủ gấp có chuyện gì? Ê, ông chủ, ông tìm anh đó. Xin hỏi ông là... Cậu là Mã Cường, là bạn của Tra Gia Trạch sao? Sao ông biết tôi quay với anh gì? Chính là cái này. Những tạp chí đều nói đặc điều thôi. Tôi và ông Tra chỉ là bạn bè. Sau đó chúng tôi cũng có đăng tin giải thích rồi mà. Tôi biết chứ, tôi đến là để hỏi chuyện thôi. Trong này viết cậu có mở một cửa tiệm nhặt được bảo. Tôi muốn nhờ cậu đưa món đồ cho ông Tra. Chính xác mà nói là vật cũ của ổng và cô Lâu. Chà, sao mà ngoằn ngoèo quá vậy? Phải nhìn kỹ đó, coi chừng bị lừa đảo. Ngồi đi. Được, cảm ơn. Xưng hô sao đi? Xin lỗi nghe, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Trương Xuân, tôi đến từ Bê Năng. Lần này tôi tới đây là tôi có một chuyện muốn nhờ cô Lâu Thượng Hảo giúp tôi đó. Sao ông không trực tiếp đi tìm cổ mà lại tới đây tìm tôi vậy? Tôi có thử liên lạc với cổ nhưng mà bị nhân viên của cổ ngăn cản hết. Vốn dĩ không có cơ hội để gặp cổ, nhưng mà cũng may để tôi biết được cậu và chồng cũ của cổ, Tra Gia Trạch là bạn. Tôi tin rằng với quan hệ cậu và ông Tra, có lẽ sẽ dễ tiếp xúc với cô Lâu hơn là tôi. Ông muốn tìm cô Lâu để giúp ông chuyện gì vậy? Hay chuyện là vậy, tôi biết cô Lâu, cổ có một quỹ phát triển điện ảnh. Còn ở trong tay tôi có một bộ phim cũ, là loại phim 16mm, còn là bản gốc. Tôi hy vọng là cô Lâu có thể nhận nó. Tất cả những cuối phim này đều là Người Nhà Giống Nhau mà chú Hòa cần tìm. Vậy tại sao lại ở chỗ của bác Trương? Bởi vì bác Trương là nhân viên trình chiếu của kịch viện Đại Quang Minh. Nhưng mà lúc đó kịch viện đã bị cháy, ông trở tay không kịp, nên chỉ lấy được bộ phim này ra mà thôi. Vậy sau đó sao ông ấy không mang ra? Lúc mà ông vừa đưa ra ngoài á, thì nhận được một cú điện thoại nói là ba con bị bệnh, phải đưa đi bệnh viện gấp, nên ông phải bỏ đi mà thôi. Cho nên không ai biết là anh Trương lấy phim gốc của bộ phim này, còn tưởng là bị đám cháy đốt sạch hết rồi. Vì để chăm sóc cho ba của mình, ông đã chuyển qua Bina để sinh sống, rồi ở đó luôn cho tới bây giờ. Thật ra bao nhiêu năm qua bác Trương cũng muốn đem bộ phim này trả lại cho người chủ. Và ông cũng từng tới rạp chiếu phim rồi, nhưng mà không có ai để ý tới ông hết. Nhất định chê đó là tác phẩm của ngôi sao bình thường, không có giá trị thị trường. Ông cũng rất muốn bỏ cuộc, nên đem phim bỏ vô kho, khiến cho nó bám đầy bụi luôn. Nhưng mà gần đây ông xem tạp chí, biết được quỹ phát triển điện ảnh của cô Lâu đã được phục hồi và đã chiếu lại mấy bộ phim cũ trước đây. Cho nên ổng định đưa nó cho cô Lâu để cổ quyết định. Cho nên không ai biết là anh Trương
lấy phim gốc của bộ phim này còn tưởng đã bị đám cháy đốt sạch rồi, lại là một bi kịch đầu bạc tiếng người đầu xanh. Vậy nếu chúng ta tìm được phim rồi, tức là có thể hoàn thành tâm nguyện cho chú Hòa và Dai Dai. Ba à, ba mau mang phim đi cho cô Lâu đi. Khoan đã, cô Lâu là người làm ăn, anh định kêu cổ đem chiếu rạp cho chú Hòa và Dai Dai coi thôi. Không hợp nguyên tắc kinh tế, chắc cô Lâu không làm đâu. Nè, không phải cô tát nước lạnh đâu, cho dù là cổ chịu giúp đỡ cũng còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Nè, phim này đã bị mốc rồi còn mất màu nữa, nếu như thật sự muốn chiếu phải tìm người phục hồi lại mới chiếu được. Con có quen bạn biết phục hồi không? Cho dù có người biết phục hồi cũng phải tìm được máy chiếu 16mm thì mới có thể chiếu được đó. Rạp chiếu phim bây giờ toàn dùng máy kỹ thuật số để chiếu, những di vật lịch sử này lỗi thời rồi. Vậy tức là chúng ta có mà không dùng được. Vậy chúng ta có nên nói cho chú Hòa biết là chúng ta có phim mà chú đang cần hay không? Vậy đâu có khác gì cho chú một tia hy vọng đưa chú lên trời rồi lại lôi xuống dưới đất. Ừ. Ê, đừng đi. Còn làm gì vậy, đừng đi. Rất nhiều bụi đó, đừng đụng nữa. Không phải đâu, con nhớ là chú Hòa từng nói ở trên Facebook, nói ba má của Dài Dài xuất hiện ở cảnh thứ 50. Con muốn tìm thử coi thế nào. Đừng có tìm, phim đã cũ rồi, không tìm được đâu. Con nhất định tìm được cho chú coi. Ê, con đáng kìa. Anh à, khuya vậy rồi còn chưa ngủ. Vừa nhắm mắt lại anh đã nghĩ tại sao bộ phim này lại rơi vào tay của anh. Không biết có phải ý trời không, nên anh mới mượn hộp đèn của Tử Nhân để coi có cơ hội tìm được ba má của Gia Gia hay là không. Nè, nhỏ thuốc nhỏ mắt trước đi. Cảm ơn nha. Em biết anh muốn giúp họ, nhưng cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Lúc nãy em có nhìn thấy không, Tử Ni nó rất là thất vọng. Cả nhà chỉ có mình nó quan tâm tới chuyện này. Không biết có phải nó cảm thấy giống như là Gia Gia, nó cũng không có chút ấn tượng gì về anh Kiện và chị dâu, cho nên... Tất nhiên không phải rồi, con gái chúng ta không phải là người đa sầu đa cảm. Em nghĩ chắc là nó bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Kiki, hy vọng có thể giúp thêm nhiều người. Nếu như nó muốn làm chuyện gì đó, anh cũng mong là có thể ở bên cạnh để ủng hộ cho nó. Nếu như dùng kính hiển vi cũng có thể xem được phim này, vậy tức là chúng ta không cần lo lắng không có máy chiếu nữa, đúng không? Gia Gia vừa mới đăng hình lên Facebook rồi nè. Tối nay tiệm tàu hũ rất ít người, đành phải dọn hàng sớm cùng ông nội về nhà. Thì ra họ mở tiệm tàu hũ này ở đâu vậy chứ? Anh nghĩ cái tiệm này chắc là ở Cửu Long Thành rồi. Phải đó. Nè, nếu rảnh thì đi ăn ủng hộ họ đi. Làm ơn cho hai chén đi. Cảm ơn. Dạ được. Ba, sao ba lại ở đây vậy? Thì lâu rồi ba không ăn đậu hũ chính tông trong thùng gỗ, nên mới tới ăn thử thôi. Con cũng vậy nữa. Làm ơn cho con một chén đậu hũ. Được được. Ông nội à, từ sáng tới giờ ông làm không có ngưng tay, hay để con bán cho. Sau khi ông đăng hình lên mạng thì không biết là có phải có tác dụng tâm lý hay không. Thật sự là có rất nhiều người lạ đến ăn để ủng hộ. Cho dù bây giờ không tìm được bộ phim đó, đây cũng coi như là thu hoạch bất ngờ. Nhưng đến hôm nay vẫn không biết tung tích của bộ phim ở đâu. Ông nội có lỗi với con, tưởng là học cách lên mạng tìm lại bộ phim đó cho con xem, coi như là quà sinh nhật 18 tuổi cho con. Nhưng mà không ngờ làm cháu ông thất vọng như vậy. Chỉ cần ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, đây chính là quà sinh nhật lớn nhất của con. Không cần, ông nội để dành tiền giùm con. Hôm đó con đi dạy thêm xong sẽ mua thức ăn, rồi chúng ta ăn cơm ở nhà là được rồi. Không cần, ông nội cứ để dành tiền mà dùng đi. Hôm đó con đi dạy thêm xong sẽ mua thức ăn, rồi chúng ta ăn cơm ở nhà là được rồi. Dài dài à, con đúng là ngoan. Ông thiệt là vô dụng, làm con vừa học vừa làm. Nếu sau này tốt nghiệp rồi, nhưng vì chuyện này mà còn không vào được đại học, thì ông không biết là phải ăn nói làm sao với ba má đã chết của con. Ông đừng có lo, cùng lắm ra ngoài làm việc thôi. Dành đủ tiền thì học phá trình tại chức, tới lúc đó ông nội đã về hưu rồi. Cháu ông khờ quá, ông nội không nghỉ hưu sớm vậy đâu. Ông nội phải kiếm thêm tiền cho con đi học đại học, nhìn con học thạc sĩ và còn phải nhìn con lên bác sĩ nữa. Ông nội à, bao nhiêu năm qua ông về chăm sóc con đã vất vả, bây giờ còn lên mạng nhờ những người trên mạng tìm phim cho con nữa. Dù không tìm được bộ phim đó con cũng không buồn. Quan trọng nhất là con không muốn ông vất vả. Bộ xương già của ông không có gì tốt, nó chỉ giỏi chịu khổ thôi. Dạ cảm ơn. Ông chủ, cho tôi chén đậu hũ. Dạ có ngay.
Anh hai à, em gái. Cô Út. Các vị, tối nay sau khi ăn cơm xong có đậu hũ thơm ngon, ăn tráng miệng nè. Cẩn thận. Cô Út à, cô lại mua tàu hũ của chú Hòa hả? Lại cũng mua đây. Là tụi con đều mua hết. Có lộn không đây? Như vậy là hiểu ý hay là không hiểu ý hả anh hai? Sao mọi người đều đi ăn đậu hũ còn mua về nhà nữa? Em gái à, như vậy mới gọi là hiểu ý đó. Nếu không thì làm sao có thể hôm qua nhìn thấy tấm hình ở trên Facebook của Dài Dài thì hôm nay mọi người đều biết dùng bản đồ để tìm cô gái ấy chứ? Chứng minh là tất cả mọi người đều rất quan tâm tới hai ông cháu của họ. Nhưng mà cuộc sống của họ rất là gian khổ. Hôm nay con đến đó nhìn thấy chú Hòa chạy trốn đội dân phố. Như vậy đâu có phải là cuộc sống của một người 80 tuổi đâu chứ. Chú cũng đã gặp bọn lưu manh đòi tiền chú Hòa. May là có chú ở đó đuổi họ đi. Nhưng mà đâu phải may mắn hoài đâu. Nè, cuộc sống của họ gian khổ như vậy, tại sao không tìm chính phủ tài trợ? Vì họ có chí khí. Nhiều năm qua họ vất vả đến mấy cũng được, đều không chịu xin viện trợ. Còn nói là mình có tay có chân, ngoài việc có thể tự chăm sóc cho mình ra còn có thể nuôi lớn con cháu. Thật ra thì chú rất là tốt với những người già lang thang. Mỗi một tháng chú đều dành một ngày đi phát đậu hũ miễn phí cho người già không có nhà để ăn. Ờ vậy hả? Người tốt bụng như vậy không lý nào lòng tốt không được báo đáp. Bà cảm thấy đã tới lúc mình phải làm điều gì đó cho họ. Chúng ta nên đem phim trả lại cho họ đi. Nhưng họ có mà không dùng được, có sợ làm cho họ mừng hụt một trận không? Dù mình có giữ lại phim này cũng vô dụng thôi. Nhưng mà đối với Dài Dài mà nói, đây chính là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy ba má của mình. Cứ xem như chúng ta làm một việc tốt, giúp họ hoàn thành tâm nguyện đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.